Thầy nói sơ hơn chút xíu là đạo Phật của mình đó là trải qua hàng gần 3.000 năm rồi, cho nên cái thời gian đó là một thời gian rất là lâu. Hầu hết những cái kinh điển mà Đức Phật để lại á đều là có bị thêm bớt, với lại đó là nó có hai cái loại, một loại là loại tường thuật, một loại là tường thuật, tức là khi Đức Phật ngài nhập diệt rồi đó, thì những cái lời dạy của Đức Phật được tường thuật lại. Và cái hồi đó đó thì tường thuật là qua cái lời nói thôi, chứ không có được ghi lại gì hết. Mãi đến một cái thời gian rất là lâu sau, đến kỳ Tết Kết Tộc Tâm Tạng thứ tư, thì cái đó mới là được ghi ra văn bản. Mà lúc đầu á cũng là ghi ra văn bản bằng tiếng Siali, Tích Lan. Rồi sau mới là đến một cỡ cũng ngàn năm sau á, Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì mới ghi lại bằng tiếng Pali. Trong khi đó thì các cái bộ phái khác á, thì lại là họ cũng ghi kinh điển nhưng mà ghi bằng tiếng Sanskrit. Và sau này thì có rất nhiều cái bộ kinh mà được các cái vị tổ họ soạn ra, chứ không phải là của Phật, nhưng mà đều là nói là của Phật hết. Đó, phải là vậy. Cho nên á, bây giờ mình nói là khó mà biết được là cái nào là thực sự là chánh pháp. Thì á, thực ra đó cái quyền trao quyền chánh pháp á, thì nó có hai dòng. Một cái dòng á, là trao quyền trên kinh điển, và một cái dòng á, thì lại là trao quyền trên sự chứng ngộ. Tức là những người ví dụ Đức Phật chứng ngộ rồi Đức Phật ngài khai thị cho các vị đệ tử chứng ngộ, và các vị đệ tử lại khai thị cho các vị đệ tử khác chứng ngộ, và cứ như vậy á, thì nó có một cái dòng, mà cái dòng đó theo thầy là cái dòng đó mới là dòng chính thức. Nhưng mà cái dòng đó nó không thuộc về ngôn ngữ, mà cái dòng đó là thường người ta nói là tâm truyền tâm. Tâm truyền tâm là thế này, không phải tâm truyền tâm tức là tâm người này truyền tâm người kia, mà tâm truyền tâm là ví dụ như bây giờ thầy nói và ở đây có 10 người, nhưng mà không phải là ai cũng nghe là đều là hiểu được. Nhiều khi trong đó có 9 người là hiểu, nhưng mà hiểu theo lý trí vậy thôi, nhưng mà trong đó có một người á mới thật sự là chứng ngộ được cái điều mà thầy nói đó, thì cái người đó mới thực sự là người được truyền thừa. Còn 9 người kia thì vẫn chỉ là ngôn ngữ thôi, chứ chưa không phải là truyền thừa. Nhưng mà phần lớn á, cái phần đó lại là ít, mà cái phần lớn á thì chỉ truyền trên ngôn ngữ thôi, tức là truyền trên kinh điển đó. Và tông phái nào thì cứ truyền theo kinh điển của tông phái đó, cho nên á nó mới sinh ra là dần dần á thì dần dần là người ta chỉ nói trên cái ngôn ngữ, trên lý thuyết mà không có thực chứng. Do đó mà nhiều khi ngay cả trong một cái tông môn, tông phái cũng không phải ai cũng nói giống nhau, bởi vì người này thì hiểu kiểu này, người kia hiểu kiểu kia. Nhưng có một cái điều là tất cả những cái người nào mà thực chứng, thì dù là cái người thực chứng nó ở đâu, nói ngôn ngữ gì, thì cũng đều là nói giống nhau. Cái đó là cái điều đặc biệt.
có khi nó giống nhau đến cái đồ mà những cái ví dụ của cái vị này với ví dụ của vị kia nó cũng giống nhau luôn. À, có đôi lúc dùng giống nhau nhưng mà cái giống nhau đó không phải là trên ngôn ngữ. À, ví dụ như bên có người ta nói tiếng Anh, có người nói tiếng Việt thì ngôn ngữ nó không phải bất đồng, nhưng mà khi mà chỉ vào sự thật á thì cái sự thật nó là giống nhau. À, nói lên sự thật là giống nhau. Và những người đó không hề có liên hệ gì với nhau cả, nhưng mà lại là nói rất là giống nhau. Cho nên đó, khi một cái người mà chứng ngộ đó thì cái chân lý đó nó là một chân lý, nó không phải là nhiều cái, nhiều không phải tông phái này thì nói chân lý thế này, tông phái kia thì nói chân lý thế kia. Thì á thầy á thì thầy thấy rằng là thực ra chân lý nó không phải nằm trong kinh điển. Mà kinh điển chỉ là cái giống như mình nói, mình mà coi phim mà mình không biết tiếng Anh á, mà mình phải có phụ đề Việt ngữ á, thì cái đó chỉ là cái phụ đề thôi. Nếu một người thông minh á, người ta có thể xem cái phim mà người ta phim câm mà người ta vẫn hiểu. Ví dụ như hồi xưa phim Sạc Lô chẳng hạn đó, thì là phim câm không chứ đâu có nói gì đâu, nhưng mà người ta vẫn hiểu. À, thành ra cái ngôn ngữ chỉ là cái, người ta nói ngôn ngữ chỉ là cái ngón tay chỉ mặt trăng, còn cái thực á, cái mặt trăng á mới là cái chân lý. Thì thực ra cái chân lý là nó ở khắp mọi nơi, chân lý là cái phổ biến cho tất cả mọi người, chỉ có điều là người ta không thấy đâu. Hiện tại thì người ta không thấy, nhưng mà cái vì sao không thấy, cái nguyên nhân không thấy á, là bởi vì cái tâm của họ đó là đã bị che lấp bởi những cái lý trí, hay là cái tình cảm, hay là cái ngôn ngữ, hay là cái quan niệm, cái tư tưởng gì đó, cái khái niệm gì đó, cho nên nó mới che lấp đi. Do đó mà mọi người mỗi thấy mỗi khác. Thí dụ như bây giờ cái hoa này nó nằm đây, nhưng một người thì nói là hoa này đẹp, người nói hoa này xấu, người nói hoa này là có ý nghĩa này, người nói có ý nghĩa kia, tức là mỗi người nói mỗi kiểu. Thì cái đó là cái tư tưởng, cái quan niệm, cái khái niệm của mỗi người gán cho cái hoa. Còn cái hoa thì nó vẫn là một sự thật, cái hoa nó vẫn là một chân lý, nhưng mà mỗi người thấy qua cái khái niệm của mình đó, thì lúc đó nó là chủ quan của cái người đó. Và lúc đó đó là lý của cả mình luôn luôn thắng. Người ta nói vậy, tức là người nào mạnh thì bắt người ta phải tin theo là cái đó. Chứ còn thực ra là đó không phải là chân lý, mà còn cái chân lý đó, là ở ngay nơi pháp. Thì có nhiều người đó, là cho rằng là bây giờ cái hoa này là chân lý rồi. Chẳng phải chân lý là một cái gì đó mà nó cao siêu gì cả. Chân lý là tất cả những cái gì mà nó mình có thể thấy, có thể nghe đều là chân lý. Nhưng mà nó sẽ trở thành không chân lý khi mình bị mình là bóp méo, hay là bị mình gán nhãn, hay là bị mình kêu bằng chụp mũ gì đó trên nó. Cho nên nó không còn nó là nó nữa. Thì thực ra đơn giản như vậy đó, nhưng mà thực sự là cái cuộc đời này mà nó sợ gì mà nó rắc rối á. Cái cuộc đời này vốn nó là không có gì rắc rối cả. Cái hoa thì nó âm thầm nó nở đó, mặt trăng âm thầm là đi theo quỹ đạo của nó, tất cả mọi cái đều là hợp tình hợp lý hết, chứ không có cái gì sai cả. Nhưng mà do con người, do cái quan niệm của con người, do lòng tham của con người, rồi giành giật lẫn nhau, rồi mâu thuẫn với nhau, là vì cũng vì do cái nhìn sai lầm đó. Nhìn cái sai lầm đó, người này nhìn sai lầm về người kia nhìn sai lầm về người đó. Cho nên cái quá cái nhìn trụ quan của mọi người đó, nó mới tạo ra một cái thế giới đầy phức tạp, và nó không đồng điều với nhau chút nào cả. Hoàn toàn không thể nào đồng điều với nhau được. Bởi vì người thì nghĩ thế này, người thì nghĩ thế kia. Ta nói là 9 người mà tới 10 ý. Thực ra nói 9 người 10 ý là cũng hơi ít á. 9 người nhiều khi nó ra không biết bao nhiêu ý.
Thành ra là cái sự thật nó bị che lấp đi bởi những cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm của mỗi người. Chứ còn sự thật thì nó vẫn là sự thật. Vì vậy á, nhiều người cho rằng á, là mình muốn biết sự thật á, là mình phải tìm hiểu đến tầng nguồn gốc của nó, xem từ đó là như thế nào. Nhưng mà nếu mà mình tìm tới tầng nguồn gốc, ngay cả khoa học bây giờ mới phân tích cái cánh hoa này có những cái gì, yếu tố gì, sao sao đó, thì người ta có thể phân tích được như vậy. Nhưng mà cũng bao giờ thấy được chân lý. Không bao giờ thấy được chân lý. Cho nên người ta mới nói là triết học Tây Phương á, Đông Phương cũng vậy, Đông Phương cũng nói là bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn được. Nó là nó chứ không thể nghĩ bàn được. Còn tất cả những cái gì mà mình nghiên cứu về nó, mình đánh giá nó như thế này thế kia đó, hầu hết là chủ quan. Tức là vẫn một chiều, cho chưa phải là ngay cả khoa học, bây giờ khoa học vật lý người ta cũng tìm cách người ta giải thích cái hoa này như thế nào đi nữa đó, thì vẫn còn ở một mức độ quá hạn hẹp đối với cái sự thật. Có thể là 10 năm sau người ta lại nói khác, không phải như vậy. Đó, người ta tìm ra một cái khác nữa, 10 năm sau nữa người ta lại tìm ra một cái khác nữa. Cho nên nó cứ mãi mãi tìm mãi không bao giờ hết. Tìm một cái hoa hồng thôi, tìm mãi không bao giờ hết. Hóa học, về phương diện hóa học với nó như thế nào, về phương diện là vật lý nó như thế nào, về phương diện quang học như thế nào, về phương diện điện tử như thế nào, cái gì đó là nó đủ thứ đóng, không bao giờ hết. Đó. Năng lượng của nó như thế nào, đó. Không bao giờ hết. Đó. Thành ra đó, mình nói là mình thấy được pháp, thì thực ra đó, có nghĩa là thế này, là mình chỉ trả pháp về lại cho bản thân nó, thì lúc đó nó mới thật sự là trọn vẹn chính nó thôi. Cho mình nói gì cũng bao giờ hết. Mình nói ví dụ như bây giờ hai người mâu thuẫn nhau, thì người A là nói người B thế này thế kia thế nào đủ thứ, người B thì nói người A cũng là thế này thế kia thế nào đủ thứ, nói hoài không hết, mà không bao giờ hết cả. Đó. Chỉ có cái là mình trả người nào về cho người đó, thì mình đừng có nhìn qua cái nhìn của mình nữa, mà mình phải trả họ về cho chính bản thân họ. Thì khi mà họ trở về với bản thân họ đó, thì lúc đó nó mới là toát lên hết cái sự thật của họ. Đó. À, mà vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mới nói là mình phải thấy mọi sự mọi vật như thị. Dạ tha phu ta nha na đa sa na, tức là phải thấy biết mọi sự như nó là thôi. Nó như nó là có nghĩa là trả nó lại cho nó.